Sau khi cử hành lễ hiển linh, lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã xuất hiện tại cửa sổ điện Tông Tòa để đọc kinh truyền tin với các tín hữu. Trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã có một bài huấn dụ ngắn dành cho đông đảo các khách hành hương hiện diện tại quảng trường Thánh Phaero. Ngài nói, Xin chào anh chị em, chúng ta long trọng mừng lễ chúa hiển linh để nhớ lại việc các đạo sĩ từ phương Đông, theo ngôi sao để đến Bethlehem để viếng thăm đấng cứu thế mới sinh. Ở cuối câu chuyện tin mừng, các đạo sĩ đã được báo mộng để đừng trở lại gặp vua Herod nên đã đi lối khác mà về xứ mình. Những người khôn ngoan này, đến từ những vùng xa xôi, sau nhiều cuộc du hành đã tìm được người mà họ muốn biết. Họ tìm thấy ngài sau một thời gian dài tìm kiếm, chắc chắn có những khó khăn và thăng trầm. Và cuối cùng khi họ đến đích, họ phủ phục trước hài nhi, tôn thờ ngài, dân tặng ngài những món quà quý giá. Sau đó, họ không do dự để khởi hành trở về miền đất của họ. Nhưng cuộc gặp gỡ đó với hài nhi đã làm thay đổi họ. Cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu không giữ chân các đạo sĩ, trái lại truyền cho họ một sự thúc đẩy mới để trở về xứ sở của họ, để kể những gì họ đã thấy và niềm vui mà họ cảm nhận nơi đó có một sự biểu lộ cách thức của Thiên Chúa về cách biểu lộ Ngài trong lịch sử. Kinh nghiệm về Thiên Chúa không khóa chặt chúng ta, nhưng giải thoát chúng ta. Không giam cầm chúng ta, nhưng đưa chúng ta trở lại đường đi, dẫn chúng ta trở lại những nơi quen thuộc của cuộc sống chúng ta. Nơi chốn đang và sẽ như cũ, nhưng sau cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu, chúng ta sẽ không còn như trước đây nữa. Cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu thay đổi và làm biến đổi chúng ta. Thánh sử theo nhấn mạnh rằng, các đạo sĩ đã đi lối khác mà về xứ mình. Họ được hướng dẫn để đổi đường, nhờ lời cảnh báo của thiên thần, để không đến với vua Herode và âm mưu quyền lực của ông. Mỗi kinh nghiệm gặp gỡ Chúa Giêsu dẫn chúng ta đi đến những con đường khác, bởi vì từ Ngài xuất hiện một sức mạnh tốt lành chữa lành trái tim và tách chúng ta khỏi sự ác. Có một năng động khôn ngoan giữa tính liên tục và sự mới mẻ, đó là trở về xứ mình nhưng bằng một lối khác. Điều này chỉ ra rằng chính chúng ta phải thay đổi, phải biến đổi cách sống của chúng ta ngay cả trong môi trường thường ngày, thay đổi các tiêu chí đánh giá thực tại xung quanh chúng ta. Đây là sự khác biệt giữa Thiên Chúa thật và những ngẫu tượng như tiền bạc, quyền lực, thành công, vân vân. Giữa Chúa và những kẻ hứa ban cho bạn những thần tượng này như pháp sư, thầy bói hay là phù thủy sự khác biệt ở đây là các ngẫu tượng ràng buộc chúng ta, làm cho chúng ta trở thành những ngẫu tượng lệ thuộc và chúng ta bị chúng chiếm hữu. Thiên Chúa thật thì không giữ chúng ta, cũng không để mình bị chúng ta chiếm giữ. Ngài mở ra những con đường, những con đường mới và tự do, bởi vì Ngài là Cha luôn ở với chúng ta để làm cho chúng ta lớn lên. Nếu bạn gặp Đức Giêsu, nếu bạn có một cuộc gặp gỡ thiêng liêng với Ngài, hãy nhớ rằng phải trở về nơi cũ nhưng bằng một con đường mới, bằng một cách thức mới. Đó là thánh thần ban Chúa Giêsu cho chúng ta và làm biến đổi con tim chúng ta. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.